có cả 2 tháng uống. Chắc con hổ bối nha anh em. Hổ bối là các cái clip mà vừa rồi con đồng mà con đồng mồi của đưa chồng anh nó bắt á. Nói chung là mình âm giọng thì đỡ, mình xách xuống mình quay cho anh em xem cái thu thờ nó. Mình chờ mình chút nha. Tiền giống tiền cụ nó là tuyệt vời nha anh em. Nó còn nhát nha anh em. Thì đây là sạc lông, cái lông của nó đang thay nha anh em. Bây giờ là thay lông rừng sơ sơ rồi. Thì con này là mình nuôi rất là kỹ. Bao nhiêu người ở trong khu vực của ông anh hỏi là ông không có đưa nha anh em. Thì dù sao á, mình cũng đưa con mồi cho ông nhiều con rồi. Và ông đi, ông được con bé đã rất nhiều chim rồi. Nhưng mà mình không có hối một cái con bối này hết anh em à. Chỉ cái clip này ông gửi với cho mình và mình đăng lên YouTube á. Thì tiên thổ này, nó quẹo nó gù khiếp quá. Con đồng mà nó nhảy hụt á, là con đồng mà nó nhảy vào hụt á, là không phải con mồi của mình. Nhưng mà con thố mà sau này nó que con thố á, nó bắt con này nè, là nó có sắp 2 con đồng rồi nữa nha anh em, là mới bắt được. Thì khi con chim này nè anh em à, ông đi chơi á, thì ông dùng máy, ông kích, ông do, ông tìm chim á, thì con này nó bắn đèn lên á, gọi là nó thẻ diều á, rồi nó rớt xuống á, là nó đổ gù, là cái tiếng nó là anh em trong video có. Khi anh em nào mà cần tìm hiểu thêm về cái con này, cái nước gù nó ngồi á, thì mình chỉ cho clip ở trong cái trang YouTube của mình á, anh em vào anh em xem. Nớt gù con chim này thố mà nó quẹo đụng cây, nó chiên nó gù như con đồng rồi nha anh em. Và cái thu thở thì mình nói với anh em là như mình tưởng tượng nó đẹp như thế nào, mình cần như thế nào là mình vẽ ra vậy anh em ạ. Và tiên giống của nó thì tuyệt vời. Còn âm gu nó thì nãy anh em nghe đó là bội mới cả mấy tháng thôi nha anh em. Rồi tung gu thì thôi đừng là nói gian hậu của nó nha anh em. Và mình cho anh em xem nè cái gian đọt con chim này nè. Số này á mình cho nó gu lâu thêm một tí nữa, nhưng mà mình cầm một cái máy quay phim với một cây sào á, mình dơ một cái lông lên nó mỏi tay mình nha anh em, nó nặng. Thì vì lý do là mình xách xuống dưới đất á, mình bỏ nó con sợ nó không bao gù, mình đã thử rồi nên là nó ở tại chỗ trên cái trần nhà mình á, mình đưa con chim lên á thì nó quen chỗ anh em à, nó gù. Thì nãy nếu mà mình bỏ dưới đất nó gù được, mình cho nó gù biết nó gù ác lắm nha nè. Thì cái đó là không quan trọng, nếu mình cho anh em thưởng thức cái âm nó thôi. Bây giờ anh em xem nè, thố mà anh em, cái miệng con chim này là nó, anh em nhìn á, là nói chung phải dùng từ là đẳng cấp nha anh em. Thì đó, nói chung là dày là ngon ngọt nha anh em, nó đang sợ cái máy á. Để mình sẽ mình đã từ từ là nó đứng im lại, mình cho anh em xem cái miệng nó khiếp nha nè. Miệng nó thì nó bơn vô địch,
Đó. Nó còn nhỏ nha anh em. Đó, mình sẽ zoom từ từ cho anh em xem. Dàn cơm thì không chơi vào đâu được rồi. Đẹp sọt, lẻ lưng. Đó, anh em xem cái miệng và chi quam này. Dàn cơm này. Thì hớt lông rồi, về một số là hồi trước là dính anh em mà nó rụng á, thì giờ này nó ra nè, chỉ 2 tháng thôi nha anh em. 2 tháng thôi. Dài là như một chiếc xuông. Kẹp chân thì tuyệt vời. Đây là cái mẫu lông ở trong lòng bổi trong đó cũng khi dính vô là mua ông cọp vô nè. Đây là hũ xưa của mình. Đây anh em, đây anh em xem tổng thể cái thu nữa nè. Rất đẹp nha anh em. Âm giọng thì 10 điểm, thổ tốt tiếng, mộc hậu. Đó. Ngồi rừng là nó có một cọng lông đây nè anh em à. Lúc bác nó có vậy á, chứ không phải là nó mình nuôi nó có đâu nha anh em. Anh em thấy không? Mình đưa lên những con chim là anh em á thì chưa cầm, chưa sơ hở hoặc là chưa tin mình á thì mình không nói. Chứ mà mình đưa lên những con chim anh em vừa nuôi có thể bằng một con anh em có thể bỏ tiền để mua 3-4 con vợ anh em chăm sóc nuôi nắng tắm nắng phơi nắng 3-4 con mất rất nhiều công nhưng mà chưa chắc 3 con đấy là nó có một yếu tố đủ như một con chim của mình nè nha nè. Đó là mình đảm bảo luôn, thì đồng ý giá kể thì nó một phần nhưng mà mình không được thì mình chơi thôi, mình nuôi vì mình nuôi những con chim nó không bao giờ đi xuống mà giá trị nó đi lên và đỡ cho anh em vừa nuôi giúp chơi với anh em bạn bè sau này nó cũng càng đi lên. Có thể những con chim mình đưa anh em chịu chơi miết là qua 3 bông xác của những con chim anh em khác mua người khác nha nè. Đó anh em thấy không, tuyệt vời. Giờ là nó bắt đầu là thay lông rồi, mùa mưa anh em à, thay lông và là thay lông được thì tốt thôi. Đồ ăn nè anh em à, lúa đãi cho gà nồi của mình á, bỏ một vô cho anh em. Lúa mình đãi gà nồi sạch trơn rồi nha nè. Lúc mình bỏ cái rồi lúa trên cái bờ ghè này đẹp lắm, mình đãi sạch bóng luôn. Anh em thấy chưa, chập chân này, chập chân thô nó thì nãy anh em nghe rồi đó. Đó, pha riết. Quá đẹp anh em, đẹp. Nói chung là cái dạng đọt con chim này á, nó đóng thổ mà anh em nhìn nè anh em à, khi mà nó lên lòng được rồi nha anh em. Con này thì thỉnh thoảng nó cay dặm thôi anh em à, chủ yếu là gu là chính. Đó, anh em thấy cái đầu không? Nó to, con chim thiệt to mà cái đầu, anh em coi cái đầu nữa này. Anh em khi đã ngỡ nhân là từng chấm chọn vào những keo thủ đồ chơi á, lâu rồi á, kinh nghiệm có anh em. Nhìn qua bộ cơm nè anh em à, cảm giác một chim và tổng thể cái thu. Rồi thì mình cũng xin chào hết tất cả nha anh em. Anh em nào mến kênh mình này thì vào xem hết cho vui. Rồi anh em nào thiện chí thì alo mình. Rồi mình xin chào hết tất cả nha anh em.